rồi. Có mấy con mèo dễ thương lắm. Bây giờ Tiên sẽ đi vô trong quay cho các bạn cùng xem nha. Muốn lo mà các bạn đón xem vlog thì cứ tin nha. Đây, tường trước nhìn vào nè các bạn. Đó, Coffee Cat House. Đó, phía bên đây là phải quầy pha chế. Còn bên đây là ghế ngồi đó các bạn. Tiên sẽ đi vô trong cho các bạn cùng xem nha. Đó, quán cà phê ở gần nhà Tiên luôn các bạn ơi. Mới phát hiện ra rất là dễ thương, mấy chú mèo dễ thương cực kỳ luôn. Ôi đông quá hả? Đây này là bên ngoài nè các bạn. Đây còn đây mấy chỗ là chính đây. Dạ thật. Đó đây là phòng lạnh nè các bạn ơi, chỗ chính của mấy chú mèo nè. Đây. Nó chạy trốn nha. Wow. Bữa tối thì đông quá ha. Đây, mấy chú mèo nhân vật chính đây. Rồi đâu hết rồi? Chạy đâu hết rồi hả? Thế hả? Rồi sao cho nó ra để mình ẵm nó bây giờ? Sao cho nó ra để mình ẵm nó đây? Ồ, mấy cái nhà của mấy chú mèo nè. Tôi trốn ở trong kia rồi, sao bây giờ mình ra mình ẵm bây giờ ta? Đông quá cái nó sợ. Trốn ở trong kia rồi. Đó, mấy cái nhà của con mèo nè. Cái chỗ để con mèo nhảy dễ thương quá mà không có chú mèo nào ra rồi. Cái chỗ này là để con mèo nó mài móng của nó nè. Wow, đó, mấy cái nhà. Hồi sớm mình đi thấy mèo dễ thương lắm mà bây giờ nó trốn hết rồi các bạn ơi. Đó. Ngồi đây hả? À, cái bàn thiết kế để cho con mèo chạy vô trong đó chơi luôn hay gì vậy? Lấy cho mẹ một cái đi. Cái đó cái gì vậy con? Ê thử em vô dụ nó ra thử coi bé nên. Con dụ ơi, mẹ quay phim cho. Mẹ không chịu hả? Con mèo bạc sẽ. Các bạn ơi, bữa nay đi gặp được con mèo rồi. Các bạn hôm trước đi không có gặp mèo, con mèo nó chui trốn cho rồi. Bữa nay gặp chú mèo mặt sệ nè các bạn. Các bạn thấy lạ không? Nó sợ nó chạy á. Trời đó. Nhìn con mèo mặt sệ các bạn nhìn cái mặt nó thấy ghét không? Nó là ghét mày đó hả? Ôi, bữa nay mới gặp được chú mèo á. Em ơi. Chứ mỗi bữa là Em. Chứ hồi bữa là không gặp được luôn. Hả? Nó bỏ mèo cho nó tự nhiên. Để nó tự nhiên nó nghiệp nó. Đừng nó tắt vô rồi. Đừng nó sợ nó biết quá. Nghe tại bà đi như bà già 65 tuổi. Ủa? Cho cái đó chơi đó đi. Ôi kìa nữa. Bữa nay mới gặp được con mèo mặt xệ đó các bạn. Cần chưa? Gặp được con mấy con kia trốn hết trơn nè. Phải không Thơ ơi, cũng phải không? Hầu như làm nhiều video hay quay thành thôi nên đến đó mình hổ yêu. Mày đi đó. Bấm cho chú bận á. Chú đi. Nè con quay qua con chào con chú. Chào cô chú, con đang đi cà phê mèo. Nói cô chú thấy con mèo thích cưng không? Hỏi cô chú thấy con mèo thích cưng không? Một trăm mấy con em có không? Con mấy cây em. Cái cây gì? Cái cây. Cô có. Đâu có? Hai ly à? Cái xong chanh mà không? Hả? Có rồi, ứng đi con. Ôi ngon quá, ngon không? Rồi, đi lại nặng con mèo đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đứng nè. Rồi con chọc, con đưa nó cho nó chơi đi, con đưa nó lại cho nó chơi.